Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em có một số ngọn quế. Nó cũng không phải là dạng quế như mọi người dễ nhận biết. Bởi vì những cái mà mọi người nhận biết dễ thì em cũng không nói làm gì. Nếu mà những cái mà nó quá dễ nhận biết ấy, vì gần như ai mình chơi ấy, thì em thì mọi người có thể nhìn cái biết ngay ấy. Thì cũng không phí thời gian của mọi người làm gì cả. Thế nên là mọi người xem những video của em thực sự là nó sẽ có một số cái là nó để mọi người rút kinh nghiệm khi đi mua cây. Đơn giản như cây này là cái quế lan hương. Đấy, mọi người thấy hoa rất là nhiều. Đây, hoa rất là nhiều. Nhưng đây thì em muốn nói đến cái vấn đề là cái sự nhận biết của nó không phải là ai cũng có thể nhận biết khi mà mới chơi ấy. Hoặc nhiều khi là mình chơi lâu rồi nó có những cái cây không phải lúc nào mình nhìn mình cũng có thể biết ngay được nó chính xác là cây quế hay là tam bảo sắc hay là dâu rồng hay là một cái cây nào đó. Bởi vì nhiều người đâu phải là ai cũng có thể biết được, nhìn có thể biết được ngay đâu ạ. Đấy, thì hôm nay em giới thiệu một chút về cái cây quế, quế lan hương. Là một trong những cây gần như ai chúng ta, trong chúng ta ai chơi lan cũng đều chơi đúng không ạ. Thì đây, em giới thiệu về cái cây này là một cái cây quế. Ngọn này nó tận 7 cần hoa đây mọi người có thể đếm. Bên trái đây là 3 cần hoa, bên phải đây của nó là 4 cần, 3 cần đây và 1 cần đây nó là 4 cần. 4 cần hoa tất cả. Thì đây là mọi người nhìn cái thân lá như này thì mọi người có thể đoán được là nó là một cái cây quế đúng không ạ? Bởi vì là mình nhìn thân lá, những cây lá xếp, lá cứng như này ấy, thì rất là dễ nhìn. Nhìn cái là mình có thể biết ngay là nó là dòng lá to, dày này, lá xếp này. Đấy, lá ngắn, lá xếp. Và là mình có thể biết được đây là dòng quế. Nhưng mà nó cũng có một số ngọn loại là nó khó hơn. Thì em cũng nói sơ qua một chút về cây quế lan hương để mọi người chúng ta cùng biết và cùng nhận diện nó một cách dễ nhất. Thứ nhất thì em nói về thân lá, rễ thân lá của nó. Đây thì mọi người nhìn đây, rễ của nó thì vẫn có cái là rễ tím, có cái sẽ là rễ xanh. Đầu rễ đây thì mùa này thì thường thì những cái cây mà nó hoa trắng tinh ấy thì đa phần là đầu rễ nó xanh nhiều hơn. Còn những cái cây mà rễ tím thì nó sẽ ra hoa có phẩy tím. Ví dụ như cây này đây là mọi người nhìn thấy đấy ạ. Cái cuống nó rất là tím đúng không ạ? Khi nó nở ra rồi nó vẫn có tím nhá. Nhưng mà nó là nhiều hay ít thôi. Đấy, nhiều hay ít. Nhiều hay ít thôi. Thì mọi người chúng ta có thể là nhận định cái đó qua là cái bộ rễ của nó. Bởi vì rễ chúng ta có thể nhìn được màu sắc của nó. Đầu rễ tươi mọi người nhá. Tất cả chúng ta phải nhìn đầu rễ tươi. Đấy, thì thường thì nó là rễ xanh và xanh tím như thế này. Rễ xanh của nó thì nó sẽ thường là quê cây nó sẽ nhiều nhiều cái gọi là trắng nhiều hơn, nhưng chúng cũng gọi là sắc tố trắng nhiều hơn. Bởi vì nói sẽ rất là khó, nhưng khi mà mọi người để ý một chút ấy, thì cái rễ thân xanh sạch, rễ xanh thì hoa nó sẽ trắng nhiều hơn. Đây là cái cây quế lá khá đẹp, mọi người thấy không ạ? Đây là dòng lá xếp đấy. Và cái cây quế của nó thường ấy, thì thường cái cổ lá của nó chúng ta cứ nhìn đây. Đấy, mọi người nhìn đây nhá. Cái cổ lá này của nó thường là xanh sạch và gần như là không một chấm. Đấy, gần như là xanh sạch và không một chấm. Lá của nó là dòng lá như tam bảo sắc, nó cũng như bát bảo tiên rồi như mấy loại. Bởi vì nó có cây này nó có nhầm nhiều cây, hoàng nhạn rồi kiểu bảo tiên này, hồng nhạn rồi bạch nhạn các thứ rất là dễ nhầm. Dâu rồng rồi thì tam bảo sắc rồi thì hoàng hương rồi hồng sắc, thì các nhìn chung là nó có nhiều cây rất là giống cây quế này. Thì cây quế đây là cái nét cơ bản của nó. Đấy, nhưng mà nó có một số cái thì hôm nay em sẽ phân tích cái khác của nó để mọi người chúng ta cùng biết và nhận dạng của nó. Thì đây có một cái cây quế, thì đây nó là đang nở. Là vào quế thì thường chúng ta biết là vào dịp tháng 7, tháng 8, tháng 9 đúng không ạ? Thì đây là một cây này lá rất khá đẹp. Và mọi người nhìn thì có thể biết là quế. Nhưng đây thì em cũng muốn giới thiệu để mọi người cũng biết rằng là không phải ai cũng có thể nhìn được ngay. Cái thân lá này thì mọi người nhìn thấy nó rất là nhỏ, lá lướt này, dòng lá bé, nó cũng thân xanh sạch. Đấy, như là cái cây quế bình thường. Nhưng cái lá cái này thì em muốn nói đến đây, nó lá rất giống tam bảo sắc này. Cổ nó cũng có chấm tím nhá. Đây nhá. Cây này ấy, mọi người chú ý này. Đây là cái cây quế này. Bên này cũng là cây quế này. Đấy, lá rất nhỏ. Thì em giới thiệu cái cây này để mọi người thấy nó chuẩn hơn, đó chính là nó đang có hoa đây. Đấy, thì thân lá của nó thì vẫn có phẩy chấm tím. Rất là nhỏ. Nhỏ.
mọi người phải chú ý những cái vấn đề đó thì mình mới nhận diện ra được. Bởi vì nhiều người sẽ có thể là ví dụ như cái dòng quý hiếm của tam sắc trắng ấy, thì rất là dễ, thân lá rất giống cái cây quế, kiểu như này, lá nhỏ, lá lướt này, cổ bé, không phải cổ to. Đấy, thì đa phần là nó là do, thứ nhất là do gen, cái thứ hai là do nuôi. Còn cái mặt lá của nó, quế thì luôn luôn có những cái vân trắng như này, mờ mờ trắng, đấy, mọi người nhìn đó. Em quay bằng điện thoại thì nó có thể là nó sẽ không được rõ lắm, nhưng nó sẽ có hơi hơi cái vân sọc trắng. Đây, mọi người nhìn bên này thì sẽ ok hơn. Đấy, cái vân sọc trắng của cái lá quế này. Đấy, thì còn quế thì nó nở tháng 8 thì thường thì nó sẽ là có những cái bông là nó chấm, và có những bông là nó ít chấm. Thì mọi người có thể thấy là một cái cây quế thì nó có xuất xứ từ rất là nhiều vùng, từ Bắc vào Nam, cái dãy Trường Sơn ấy thì nó vào đến Nha Trang. Mọi người cũng biết là quế Nha Trang thân lá nhỏ như này, đúng không ạ? Nhưng mà ở ngoài Bắc cũng có nhé, chứ không phải là không có. Ở vùng nào cũng có cây to, cây nhỏ, cây nọ, cây kia. Nhưng đa phần thì những cái dòng lá nhỏ này thuộc vùng miền trong là chủ yếu. Còn miền Bắc đa phần là cây thân lá đẹp, nhưng có nghĩa là miền Bắc cũng có những cây thân lá như này. Đây là cây em lấy ở miền Bắc đấy. Thì không phải chỉ có một cây mà em giới thiệu mọi người, mà đây nó có một cái cây khá to, đây là đang nở hoa này. Thân nó cũng chỉ nhỏ này thôi. Đấy. Đây là một cả một bụi của nó rất là to. Đấy, mọi người nhìn lá nó rất là bé đúng không ạ? Lá nó rất là nhỏ nên là không thể gọi là gì nhỉ? Nhận diện ra được từ cái tam màu sắc hay là quế ở đây. Đấy, mọi người nhìn ạ, lá rất nhỏ. Mà lá này thì nó cũng giống cái cây cửu hòa tiên trắng ấy, mọi người nhé. Cửu hòa tiên trắng ấy, lá nó rất giống. Và nó giống tam màu sắc là chủ yếu. Thế nên em muốn nói là cái cây quế này nó cũng rất là đa dạng. Quế miền Bắc hay miền Nam thì nó cũng rất là đa dạng. Nhưng mà thường thì đa phần là cổ lá nó sẽ khít như này. Đấy, chứ cổ lá thưa thì ít. Đây, ví dụ như cây trên này thế. Cổ lá nó khá khít. Cổ lá hình chữ V, nó dựng chéo lên này. Mọi người nhìn này, đa phần là chéo lên này. Đấy, cây bên này cũng thế này. Nó sẽ hơi chéo lên này. Đấy, đặc điểm của nó là thế, hơi chéo lên, chứ nó không như tam màu sắc. Tam màu sắc thì nó ra đa phần nó xòe ngang, nó không chéo lên như vậy. Đây, mọi người nhìn cây này. Cây này đây, lá chéo lên nhiều kiểu hoa tiên ấy. Đấy, những dòng lá nhỏ. Cây này mọi người rất là dễ nhầm với tam màu sắc, với hoặc là dâu rồng, hoặc là cây hoàng tam bảo, hoàng hương hay là cái gì đó. Đại loại nó có rất nhiều cây để giống. Nhưng mà cái cây đây là cái cây lá, thân lá này là thân lá của quế, là mọi người dễ nhận diện nhất. Nhưng còn những cái dòng lá nhỏ này thì em muốn nói đến để mọi người chú ý, không sẽ rất là dễ nhầm. Bởi vì cây này thì những cái cây không, nó gọi là đại trà này, thì mình cũng không nên là bị mua nhầm. Bởi vì những cái dòng quế này thì nó cũng rất là dễ, và mua nó không phải là khó lắm. Thì mọi người cứ tìm đến những cái địa chỉ uy tín, hoặc là những cái cây mà mình có thể nhận diện được. Bởi vì nhiều khi là những cái giò tam màu sắc nó vẫn có thể lẫn quế, bởi vì cái người trồng không phải ai người ta cũng hiểu biết để người ta nhìn nhận được một cái giò này là cái giò quế hay tam màu sắc, hoặc là cái giò quế của anh chị cũng có thể là nó sẽ lẫn ngọn tam màu sắc. Đấy, thì ngày xưa vì là ghép cân mà thế nên là nó cũng ấy thôi, nhưng bây giờ thì gần như là hết rồi, cân thì rất là ít. Nhưng mà nó cũng có một số cái tam màu sắc là thân lá rất là đẹp như này, nhưng đa phần để mà nói là cái cây tam màu sắc thì nó ít hơn. Còn dòng quế này thì nó nhiều, quế thì nó nhiều hơn là tam màu sắc. Bởi vì đa phần ấy, như mọi người biết rằng là cái cây quế là nó nở tháng 8, thì mọi người sẽ chú ý được cái vấn đề đó, chính là đến mùa hoa mình mua. Cứ mùa hoa là mình mua thôi là chuẩn nhất. Bởi vì mùa hoa mình có thể vừa được chơi hoa, mà giá trị mình bỏ ra nó đúng với cái cây mà mình muốn mua. Đấy, thì mọi người chú ý. Cây này thì nó cũng rất là dễ nhầm sang các loại cây khác, ví dụ như cửu hay là mấy cái giống mà hàng công nghiệp ấy. Thì mọi người mua cũng nên chú ý thân lá của nó, bởi vì thân lá cái cây quế này nó khá đa dạng. Thì hôm nay em cũng giới thiệu với mọi người những cái cây nó cũng không phải là khó nhận diện lắm. Mọi người chú ý, đây có giò hoa nhiều lắm, trên rất là nhiều hoa, nhưng mà vì là em quay nên là không thể bằng điện thoại, không thể hết được những cái giò hoa của nó. Thì đây là một trong những cây mà em cảm nhận nó là một cây rất là xứng đáng để chơi. Chơi lan mà không chơi quế thì đúng là cũng hơi buồn. Bởi vì cây này cái mùa này thì nó ít hoa, nó không có nhiều hoa như những cái mùa khác. Mùa xuân thì nó nhiều hơn, nhưng mùa này thì ít hoa. Mọi người chơi quế, cửu với cả những cái dòng lan công nghiệp
ví dụ như cát tum hay là cát lia, thì mọi người sẽ được thưởng thức hoa quanh năm. Còn chăm sóc thì nó cũng đơn giản, dòng dáng hương ấy, thì nó không khó, cứ đùa là nó sẽ không bị rụng lá gốc, và cứ tưới nhiều nước là được. Đấy, thì mọi người chú ý. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của em trong thời gian vừa qua. Và hôm nay cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và em hẹn gặp lại mọi người vào những chương trình cây lần sau. Cảm ơn tất cả các anh chị.